Trường Việt ngữ mang tên Phi Nhung được xây dựng ở Mỹ Thưa quý vị và các bạn, từ khi ca sĩ Phi Nhung ra đi tính đến nay đã hơn 2 năm. Tại buổi dỗ lần hai trong ngày 2 và 3 tháng 9 này, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và nhiều văn nghệ sĩ khác cũng tới dự tại Chùa Phước Lạc, tỉnh Bình Phước, nơi Phi Nhung nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi. Các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều tề tựu đông đủ, riêng chỉ có ca sĩ Hồ Văn Cường vắng mặt. Khi còn sống, Ca sĩ Phi Nhung có tâm nguyện muốn xây dựng ngôi trường Việt ngữ trên đất Mỹ để các người con Việt được nói và viết tiếng Việt. Nhằm thực hiện ước mơ này, mới đây Trissy Phương Trinh và con gái Phi Nhung đã khởi công xây dựng. Ngôi trường ở Mỹ dạy tiếng Việt mang tên Phi Nhung. Mới đây Trissy Phương Trinh có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ Phương Trinh đăng tải đoạn clip khởi công xây dựng một ngôi trường. Cô cho biết dự án xây dựng dạy tiếng Việt mang tên Phi Nhung đã được cô và gia đình của nghệ sĩ Phi Nhung ấp ủ từ lâu, nay mới đủ điều kiện để xây dựng. Trixie Phương Trinh kể, lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung nhiều lần tâm sự về việc muốn xây dựng trường học cho con em người Việt sống ở hải ngoại, được học tiếng mẹ đẻ, để không quên tiếng nói của cha ông. Tuy nhiên, giọng ca bông điên điển đã qua đời trước khi ước mơ hoàn thành. Vì thế Trixie Phương Trinh và Wendy Phạm, tức con gái Phi Nhung, đã quyết định thực hiện tâm nguyện thay cô số tiền xây trường học trích từ tiền phúng điếu đám tang của nghệ sĩ năm 2021. Trixie phương trình báo tin vui với người hâm mộ, sau nhiều tháng đợi chờ, công trình xây cất trường Việt ngữ Phi Nhung đã được khởi công. Ngôi trường cũ nằm kế tỉnh xá Giác An đã được giật sập sáng nay thành miếng đất trống. Nơi này sẽ dựng lên ngôi trường Việt ngữ để các con em lớn lên ở Mỹ có thể đến đây học đọc, học viết tiếng Việt. Mặc dù đây là mơ ước của Nhung, nhưng nó là sự góp sức của rất nhiều người về thời gian hoàn thành, Xây Phương Trinh tâm sự quy trình xây dựng ở Mỹ có nhiều công đoạn nên không thể hoàn thiện nhanh chóng như mong muốn. Nữ diễn viên sương gió biên thụy, tức ca sĩ Phương Trinh bày tỏ niềm vui đồng thời khẳng định người Việt còn tiếng Việt còn. Tracy Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết sau gần 30 năm cùng hoạt động nghệ thuật, cô đã đồng hành với Wendy đi Phạm lo Chu Toàn tang lễ cho bạn thân nơi xứ người. Nữ ca sĩ này cũng bảo bọc, xem con gái Phi Nhung như con ruột hồi tháng 11 2022, Jesse Phương Trinh đã đứng ra tổ chức cho Wendy Phạm một đám cưới chỉnh chu ấm cúng tại California, Mỹ. Cách đây không lâu, Wendy Phạm thông báo cuốn sách tưởng niệm của ca sĩ Phi Nhung được phát hành bằng song ngữ Việt Anh và nhận được sự ủng hộ từ nhiều độc giả. Wendy Phạm cho biết toàn bộ khoản lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện. Con gái nghệ sĩ sẽ thay mặt đồng hành và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Mới đây Wendy Phạm chia sẻ trên trang cá nhân Con xin chào cả nhà Hôm nay con có một tin vui muốn thông báo cho cả nhà biết Để chung vui với con Sau thời gian phát hành sách tưởng nhớ về cuộc đời mẹ của con Được rất nhiều cô chú, ông bà và các anh chị em đón nhận và ủng hộ Thì ngày hôm nay con đã nhận được thông báo về khoản lợi nhuận Từ việc bán sách sau khi đã trừ các chi phí Khoản lợi nhuận này đã được ông Michel chuyển vào quỹ từ thiện vì sao Phi Nhung muốn xây trường học Việt ngữ ở Mỹ? Lúc đó, gần cuối tháng 10 2021, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung, đi Phạm cho biết số tiền phúng điếu tăng lễ mẹ Phi Nhung tại Mỹ là 72.000 USD. Đó là chưa tính số tiền khoảng 22.000 USD từ khi thờ Linh Hương Phi Nhung khoảng 3 tuần ở tỉnh xá đã gửi trước đó. Số tiền đó sẽ chia làm hai, một nửa gửi sư thầy tỉnh xá Giác An để xây trường số tiền còn lại sẽ gửi về Việt Nam để giúp đỡ nạn nhân Covid. Quỳnh Di phạm xúc động chia sẻ. Con có hai bé, mẹ thường xuyên nói chuyện với con mỗi ngày. Mỗi lần gọi mẹ lại la sao con không dạy tiếng Việt cho bé. Mẹ dặn con phải nhớ dạy tiếng Việt cho con để nói tiếng Việt với ngoại. Con nói già. Con đang tìm trường để cho hai bé đi. Con sẽ cho bé lớn học trước. Cố ca sĩ Phi nhung thường xuyên yêu cầu con gái phải nói bằng tiếng Việt, nhắn tin cho mẹ cũng phải nhắn bằng tiếng Việt nhiều người theo dõi livestream không khỏi nghẹn ngào khi biết tâm nguyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Phi Nhung mong các con, cháu của mình và nhiều bé khác học được tiếng Việt, nói được tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt, dù đi đâu cũng không quên gốc của mình. Lớp Việt ngữ Phi Nhung ra đời sẽ giúp những em bé, những thế hệ người Việt sau này tại Mỹ có cơ hội được học và tìm hiểu về văn hóa Việt. Con gái Phi Nhung cho biết, trò cốt của mẹ sẽ đặt tại tỉnh xá Giác An, California trong 1-2 năm để khán giả có thể đến thăm viếng tưởng niệm đến khi xả tang cô dự định mang tro cốt về Việt Nam trước khi rải tro cốt xuống biển ở Hawaii theo mong muốn của mẹ lúc sinh thời hồi đó mẹ không thích ở một chỗ mẹ thích đi biển Quang đi Phạm chia sẻ Quang đi Phạm gửi lời cảm ơn các bác sĩ và chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc cho mẹ cô thời gian điều trị tại bệnh viện đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ đặc biệt là vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương Hoài Phương và Khánh Phương đã tận tình giúp mọi thủ tục cho mẹ từ khi ở bệnh viện đến lúc ra sân bay đưa thi hài về Mỹ. Trước đó, sau hơn một tháng kiên cường chống chọi với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9 2021 tại bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi nữ ca sĩ qua đời tại nhà riêng của cô ở Bình Thạnh, các con nuôi luôn túc trực bên bàn thờ của mẹ. Nhiều nghệ sĩ đã tới nhà riêng của cố ca sĩ Phi Nhung để thắp nén hương tiễn đưa người đồng nghiệp. Cùng với đó, chùa Giác Ngộ, tu viện Khánh An cũng tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung. Tang lễ của Phi Nhung đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 theo giờ địa phương tại chùa Huệ Quang, Mỹ. Thay vì gửi vòng hoa đến viếng của nghệ sĩ, nhiều người đã gửi tiền vào quỹ từ thiện Phi Nhung quên đi phạm để con gái thay mẹ thực hiện những công việc thiện nguyện mà Phi Nhung đang làm gian dở. Nhiều nghệ sĩ hát tiễn đưa Phi Nhung. Tại tang lễ ca sĩ ngày 12 tháng 10 2021, Mạnh Quỳnh hát nhạc phẩm anh sáng tác trong hai tiếng khi ngồi máy bay từ bang Arizona sang California tiễn đưa đồng nghiệp. Anh nói cô ấy đã mang lại lời ca tiếng hát làm đẹp cho đời. Quang Lê, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung nói về kỷ niệm gắn bó với giọng ca bông điên điển. Minh Tuyết xúc động cho biết 25 năm trước khi đến Mỹ, nghệ sĩ cô gặp đầu tiên là Phi Nhung. Một lần tôi đến nhà chị chơi, có một bộ show ở Houston gọi điện mời chị ấy hát. Chị Nhung bảo mời tôi đi hát cắt xe bao nhiêu cũng được và dặn tôi cố gắng chị ấy vô tư giúp đỡ người khác minh tuyết tập bài giấc mơ cánh cò sáng tác vụ cốt việc suốt 2 ngày để hát tại tang lễ với lời nhắn mong phi nhung yên nghỉ thể hiện nhạc phẩm minh tuyết nhiều lúc ngừng vì ngạn giọng quang lê chọn nhạc phẩm ngày buồn của lam phương anh kể cố ca sĩ phi nhung gần gũi anh nhất khi anh quyết định về quê hương ca hát tôi nhớ khi nhung mở quán chai đầu tiên trong nước cô ấy bảo tôi mập quá nên ăn chay Nhung có tính nghĩ sao nói vậy nên nhiều người thương. Gặp Phi Nhung một lần đủ thành chị em. Ca sĩ Trixie Phương Trinh xúc động đăng bài viết dài sau khi lo chu toàn lễ vỗ đầu cho Phi Nhung tại Mỹ. Trong 55 năm qua, không biết mình đã gặp qua biết bao nhiêu người, con số đó có thể lên đến mấy trăm ngàn người. Nhưng chỉ một lần gặp Phi Nhung, không hiểu do duyên nợ nào đó từ kiếp trước, hai đứa đã thành chị em trong kiếp này. Và giờ đây, em đã để lại trong tôi vô vàng thương tiếc. Cho dù em có ở đâu đi nữa, thì em cứ hãy là em nhé. Cứ vui vẻ hồn nhiên, tung tăng ca múa hát. Trên thế gian này, chỉ có một Phi Nhung và sẽ không bao giờ có Phi Nhung thứ hai. Phương Trinh cho biết, vì thời gian làm dỗ đột ngột, bị đẩy sớm hơn ngày dự tính, nên nhiều đồng nghiệp khán giả không thể đến viếng. Không quá đông người, nên không khí có tính chất gia đình hơn, không tấp nập người ra vào nên gia đình có nhiều thời gian thông thả để ngồi lại với nhau và đó cũng là một điều tuyệt vời vợ cũ bằng kiều tất cả sĩ phương trên kể sau khi cúng cầu siêu và cúng cơm mọi người thực hiện nghi thức trồng cây và thắp nến để tưởng nhớ phi nhung một cây phượng vĩ đã được trồng trong sân nơi ngôi trường việt ngữ phi nhung sẽ được cất lên sau này tom chồng của vindy đại diện cho gia đình bỏ cây phượng vĩ vào hố đất đã được đào sẵn sau đó các sư thầy, các thành viên trong gia đình và vài người khác có mặt đã thay phiên nhau xúc đất cho vào hố và cháu Nathan, cháu ngoại của Phi Nhung tưới cây. Theo lời kể của Trissy, trong ngày dỗ, con gái ruột Phi Nhung tiết lộ mẹ cô rất thích pháo hoa, có thể ngồi đốt cả ngày. Do đó Wendy muốn đốt hết 250 cây pháo hoa mà cô chuẩn bị. Nghe Wendy nói vậy, mình hình dung ra ngay hình ảnh một Phi Nhung lý lắc, tay cầm mấy cây pháo hoa quơ quơ, miệng cười thành tiếng. Nói em thích quá đi, khi thấy những tia sáng phát ra từ cây pháo. Giọng nói em vẫn còn vang vẳng đâu đó, nhưng giờ em đã ở một nơi thật xa. Ca sĩ Phương Trinh ngậm ngùi. Lúc còn sống, ca sĩ Phi Nhung và Sĩ si Phương Trinh là chị em thân thiết. Phương Trinh cũng chính là người nâng đỡ dìu dắt Phi Nhung những ngày đầu làm nghề. Một năm đã trôi qua, một năm khó chấp nhận sự thật là em đã ra đi mãi mãi mình không dám nói là mình nhớ đến phi nhung mỗi ngày nhưng dăm ba ngày lại có một điều gì đó làm mình gợi nhớ đến em có lúc thì tim quặn đau có lúc thì phì cười vì những câu nói ngây thơ của em ấy phi nhung đã có một cuộc sống có ý nghĩa em đã không lãng phí cuộc sống của mình và vì những điều tốt đẹp em đã để lại trong lòng của mọi người chúng ta nên vui khi nhắc đến phi nhung Trước đó, Trixi Phương Trinh cũng thay mặt gia đình công bố số tiền quỹ từ thiện nhận được trong đám tang của Phi Nhung. Cụ thể, số tiền đóng góp cho tỉnh xá Giác An sau đám tang là 300.000 USD, khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ sẽ được dành cho công trình xây dựng trường Việt ngữ, theo đúng tâm nguyện của Phi Nhung. Nghệ sĩ ở Mỹ tiễn biệt Phi Nhung Nguyễn Hồng Nhung từng kết hôn với em trai của ca sĩ Trixi Phương Trinh, có nhiều dịp tiếp xúc Phi Nhung xem ca sĩ Phi Nhung như người trong gia đình. Cô nói chứng kiến Phi Nhung nuôi con gái từ nhỏ mà khâm phục sự hy sinh Phi Nhung dành cho con gái. Hồng Nhung trình bày mẹ tôi của Trần Tiến khi tiễn biệt. Dự lễ viếng còn có nhiều ca sĩ như Đình Bảo, Minh Như, Trúc Lam, Trúc Linh. Họ lần lượt hát chia tay nữ ca sĩ. Nhiều nghệ sĩ trong nước như Trung Dân, Lệ Thủy, Kim Tử Long, MC Trấn Thành, ca sĩ Quang Dũng, Dương Triệu Vũ gửi lời chia buồn đến Tan Quyến. Việc hương khóc kể về ngày tháng Phi Nhung chiến đấu với Covid-19 trên giường bệnh. Chị tiết lộ trước khi được can thiệp biện pháp ECMO hôm 7 tháng 9, Phi Nhung tỉnh táo một chút và nói thèm khoai lang nhưng do bệnh không thể ăn gì. Việt Hương cho biết, trong hơn một tháng, tôi cùng Wendy trao đổi về bệnh của Phi Nhung và cầu nguyện từng ngày. Mỗi khi hỏi ý kiến của con gái về quyết định điều trị của bác sĩ, nghe cô bé nói con đồng ý, tôi thấy sợ vì chữ đồng ý có thể là lúc tình hình Nhung tốt hơn hoặc xấu hơn. Con gái của ca sĩ Phi Nhung cho biết, sau tang lễ, trò cốt của mẹ cô được gửi lại chùa Huệ Quang, theo như tâm nguyện của Phi Nhung là lúc cuối đời được sống ở chùa. Việt Hương cũng thay mặt các nghệ sĩ trong nước gửi tiền phúng điếu 5.000 USD vào quỹ từ thiện của Phi Nhung. Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 vào 12 giờ 15 trưa ngày 28 tháng 9 2021. Hồi tháng 8, ca sĩ Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với Covid. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến khi mất. Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi. Thưa quý vị và các bạn, đến đây cũng khép lại bài viết Trường Việt ngữ mang tên Phi Nhung được xây dựng ở Mỹ của chúng tôi. Những bài viết hấp dẫn luôn được chúng tôi liên tục cập nhật. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký và đừng quên bật nút chuông để quý vị được thông báo khi chúng tôi có chương trình mới.